Đây chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải của Premier League 2020-2021. Chủ nhân của nó, Eric Lamela, đã thực hiện một pha dứt điểm không tưởng với cú đá vắt chéo chân có tên Rabona. Dù sau đó, Lamela trở thành tội đồ khi phải nhận thẻ đỏ và Tottenham thất bại trước Arsenal. Nhưng bàn thắng này vẫn khiến cái tên của anh được nhắc đến nhiều lần. Rabona, cú đá vắt chéo chân là một khái niệm được lấy theo tên một bước nhảy trong điệu tango. Trong đó, một cầu thủ thay vì thực hiện cú đá như bình thường sẽ vắt chéo chân sút ra phía sau chân trụ. Cú đá này thường hay tạo nên bất ngờ cho đối phương. Cú đá Rabona được cầu thủ người Argentina tên là Ricardo Infante sáng tạo ra trong những năm 40 của thế kỷ 20. Lúc đó, nó không được chú ý đến nhiều vì không có truyền hình. Có lẽ vì cú Rabona của Infante ít được chú ý, nên nhiều người đã tôn vinh Giovanni Roccotelli với một pha xử lý tương tự sau đó khoảng 30 năm. Roccotelli nổi tiếng ngay lập tức khi ông ghi bàn bằng cú Rabona sau đường truyền của Tafuro trong trận đấu giữa Ascoli và Modena vào tháng 1 năm 1978. Sau này, cú đá Rabona được nhiều cầu thủ nổi tiếng sử dụng. Trong đó, đáng chú ý nhất có Diego Maradona, Roberto Baggio hay Cristiano Ronaldo. Trong giai đoạn gần đây, Lamela chính là cầu thủ hay được nhắc đến nhất với những cú Rabona. Khi còn ở River Plate, anh đã từng ghi bàn với cú đá này. Mùa giải 2013-2014, Lamela cũng từng có một bàn thắng đẹp mắt với cú Rabona tại Europa League. Khi thi đấu, cầu thủ người Argentina cũng rất hay ngẫu hứng sử dụng cú đá này. Nhưng bàn thắng vào lưới Arsenal vẫn thực sự là một siêu phẩm. Cú đá của Lamela đi với một quỹ đạo cong qua hai chân của Thomas Partey và đi vào góc xa không thành. Bàn thắng đẹp đến nỗi đồng đội của Lamela là Sergio Reguilon cũng phải ôm đầu vì không tin vào mắt mình. Về kỹ thuật, cú đá Rabona không quá khó, nhưng nó đòi hỏi tính ngẫu hứng của cầu thủ. Trong những trận đấu chính thức, không nhiều người sử dụng cú đá này vì thường không đủ thời gian và khoảng trống. Chỉ có những cầu thủ có máu nghệ sĩ thực thụ mới thực hiện cú đá Rabona, tên một bước nhảy trong điệu tango. Có lẽ vì thế có khá nhiều ngôi sao người Argentina thực hiện cú đá này như Maradona, Infante, Di Maria và bây giờ là Lamela. Lamela có một sự nghiệp thi đấu không mấy ấn tượng, nhưng chắc chắn với bàn thắng này, anh sẽ khiến tất cả phải nhớ đến mình. Bóng đá thế giới tôn vinh những cầu thủ giỏi, những danh hiệu lớn, nhưng đôi khi cũng phải cần đến những khoảnh khắc xuất thần để khiến môn thể thao này trở nên hấp dẫn hơn.